Giới thiệu là anh em thành phố Vinh nhá. Bây giờ bây giờ giới thiệu là mục lên. Hello, xin chào mọi người. Chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhá. Ngày hôm nay kênh Đào Cảnh Tây Bắc rất là vui được đón anh em ở Nghệ An ra tham quan vườn đào Tây Bắc. Anh em ở Vinh nhá. Xin mời anh em giới thiệu về mình xíu. Đây cũng có gì phải giới thiệu, nhưng mà nói chung là anh em ở Vinh ra tận Lao Cai để xem đào Lao Cai đưa về phục vụ anh em Nghệ An nhá. Anh em Nghệ An video đưa ra ủng hộ. Đẹp nhất cây đào đấy, vẫn là chủ đào. Đây là cây đào đẹp nhất này. Đây cây đào đẹp nhất. Đẹp nhất là anh em nhá. Chủ phân đào. Bạn Kiên đây là bằng tuổi mình các bạn ạ, mọi người ạ. Thì cũng đã có sự hợp tác từ năm ngoái, anh em mà hôm nay mới gặp nhau, mới biết mặt nhau. Rất là trân quý, thì hôm nay anh em vào vườn thăm đào. Let's go mọi người ơi, đừng dành màn hình nhá. Và cùng theo dõi hành trình của anh em, nhà chúng em hôm nay đi thăm cây nhá. Rồi, bắt đầu vào vườn. Tốt cây to của bạn. Em bây giờ em muốn bế cái cây này này. Dạ. To nhất ở đây. To nhất ở đây. Đây cây này đây. Cây màu nâu đấy ạ. À? Cái này nó lấy cả. Đây bạn ơi, cây này còn này, cây này còn này. Để hai cây này đây. Để đi được này. Từ đang quay. Anh chụp ảnh anh phải lấy từ góc này sang thì mới thấy được dáng của nó. Sang đấy thấy. Anh đừng rồi. Đây lấy cái dáng của bên này. Nguyên gốc luôn này. Nguyên tí. Lo chụp đào. Cây ngồi đấy á. Thì bác cho giá đi. Anh cho. Lúc bây giờ chỉ mình mới phân khúc lô 80 thôi. 80 á? 80 đi lại đi tính thế này. Đây còn không? Ở đây còn. Ở đây không còn hàng 80 đấy. Bây giờ 80 lại phải đi vào cái đồ kia bên trong rồi. Ở đây thì ở đây còn hàng. Nguyên cái lô đấy là tôi giữ để cho ông, là tôi không sai xem. Đường mới đi hơi khó tí, đi vào. Đi bộ được cái gì? Ở đây còn hàng nào? Ở đây là còn cái hàng này này, cùng cái cần thước. Rồi tôi hiểu rồi. Đi căn hoa. Em rồi chọn những cái cây thì nó lại dễ. Tại vì ở đây anh em đặt gần như là từ đầu năm rồi. Đấy, từ cái lúc mà răm cành nó mới chỉ lên được một lượt răm thôi đấy. Đó, thì anh em đã đặt hàng rồi. Anh bảo họ đặt từ tận tháng 6 ấy, từ cái lúc nó chưa tuốt lá ấy. Anh có đặt không anh? Đây cái lô ngoài này đẹp. Ừ, nhưng mà cái này thực ra là được cái trên phần trên này thì bên dưới này lại bị nó cũng vẫn là nhái cái này. Mình vẫn ứng cái này này. Quay hai cây ở lại cho anh này. Hai quay lại cho anh. Hai quả. Đây này, một này. Đây là cái gì? Nó lại cái này cái gốc. Nhìn đau được tập. Cái này. Cái này.